Xin chào các bạn, mình tên là Hà Anh. Một năm vừa qua, Hà Anh đã sử dụng Mimo phiên bản thử nghiệm và bây giờ Mimo đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Hà Anh mong muốn rằng là trong năm tới đây, với phiên bản chính thức này, các bạn sẽ tiếp tục theo bước chân của Hà Anh để chúng ta cùng biết Hà Anh sẽ làm gì trong năm tới nhé. Follow me